buổi sáng cả nhà. Thì bây giờ ba con chuẩn bị lên đường đi học đây nha. Chúc cả nhà ngày mới thật là vui vẻ. Rồi bé Su Su cầm máy đi, bé Su Su cầm máy hai chị em người nói chuyện nhau đây. Chào đi Su. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gia Đình Việt nha. Bé Si chào các bạn đi bé Si. Quay rõ nha con. Bé Si đang chơi gì đó? Cho ô tô. Đang Si dơ ô tô lên cho các bạn xem coi nè. Trời ơi đây hai dơ coi, hai mượn hai dơ nhé. Đây là bé ô, đây là đây ô tô của bé Sushi đây. Đây là em bé của bé Sushi nè, dễ thương nhá. Màu hồng, mặc bộ đồ màu hồng, có cái cánh. Si đang làm cái gì đó, làm gì đó, làm gì Si? Chơi ô tô, chơi ô tô. Red color, red color, where are you? Rồi sao không quên cái thẻ nhân viên luôn? Dạ. Đâu rồi con bé? Mắt. Đâu 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 đâu, để hai quay cho các bạn xem nè. Mắt đâu? Mắt đâu, quay quay lại coi mắt đâu? Mắt. 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 Ừ, mắt. Mũi. Mũi đúng rồi. Bên. Đúng rồi. Đúng rồi, vậy Si chỉ ha nè. Si chỉ Si đi. Mới được đúng rồi. Đừng rung nha. Vậy đúng rồi, giỏi quá. Sáng nay thì trời u ám quá nhà rồi nha. Dạ. Trời mưa. Tối hôm qua mưa. Mà mưa suốt đêm. Con nghĩ chắc ba bị trúng mưa luôn hả? Con quay đâu, quay em chưa? Dạ có. Bé rõ không con? Bé Si quay mặt đó các bạn đi. Bé Si rõ không? Bữa nay bé Si đi học đấy. Sau một tuần bé Si nghỉ. Dạ đúng. Sau một tuần bé Si nghỉ thì bây giờ bé Si được đi học. Yeah. Đi học gặp bạn nè. Nhìn em rõ không? Quay đó. Đi học gặp bạn nè. Dạ rõ. Sao đứt cái đầu vậy không? Rồi, ok. Rồi bé Si cơ. Ba rẽ vào trường của em đây nhá. Bây giờ bằng Su tạm thời nhấn nút ngưng đi xong rồi để ba quay. Mình tạm ngưng đây đó. Bị mới đi vào lớp đây. Su Su ra cho ba đi Su, con ngâm đi chắn ra. Rồi bé đi vào lớp nha. Su đi ra. Rồi đưa cô đi con nha, Su đưa cặp cho cô con. Đây bé một tuần nên nghỉ học. Cô hôm nay bé tỉnh hơn xíu à. Chắc là cô có cái chai xịt nước mũi, cô xịt cho bé thì. Dạ. Xin chào cô đưa con. Con là chơi Nguyễn Nguyên Tùng luôn. Bye bye. Si, chơi Si cất ghép đi con, Si cất ghép đi con. Si cất ghép đi, ra con đứng định nha. Bye. Mặc gì? Thôi đi.